Cảnh báo tuổi Đinh Dậu 1957, chú ý đại kỵ này để ăn đậm lộc trời, đổi đời chóng mặt trong rằm tháng 3 âm lịch. Hoan hỉ chào đón sự trở lại của quý vị khán thính giả trong video bói mệnh tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Phong Thủy Phát Tài ngày hôm nay. Thưa quý vị, có câu, cầu phúc chưa chắc đã được phúc, nhưng tạo phúc thì chắc chắn sẽ được phúc. Tích lũy đủ phúc đức thì hung có thể hóa thành cát, gặp dữ hóa lành, đó gọi là cải vận. Phúc như một phần của cái ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu. Nó không phải là vật chất, là tiền bạc, nhưng lại gấp nhiều lần tiền bạc. Phúc được sinh ra từ những hành động thiện lành. Phúc tích lũy dần trong quá trình ăn ở của các bậc tiền bối, có chung huyết thống và lắng động lại, kết thành trái ngọt cho các thế hệ sau này. Ông bà, cha mẹ, tổ tông sẽ là những người tạo ra và truyền lại phúc cho con cháu, nên mới có từ hưởng phúc. Trong video ngày hôm nay, mời quý vị cùng Phong Thủy Phát Tài đi luận giải tử vi của con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 khi bước vào chu kỳ rằm tháng 3 âm lịch, từ đó cân đong vận hạn, cầu phước chưa tài, có hạn giải hạn, có đen giải đen. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chính ngay sau đây nhé. Cảnh báo tuổi Đinh Dậu 1957, chú ý đại kỵ này để ăn đậm lộc trời, đổi đời chóng mặt trong rằm tháng 3 âm lịch. Quý vị thân mến, dưới đây là các luận giải chi tiết về ngày rằm tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Dương lịch thứ 3 ngày 23 tháng 4 năm 2024, âm lịch 15 tháng 3 năm 2024, tức ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn, tiết khí Cốc Vũ, giờ hoàng đạo, giờ tốt, Tân Sửu 1 giờ đến 3 giờ Ngọc Đường. Giáp Thìn 7 giờ đến 9 giờ Tư Mệnh. Bính Ngọ 11 giờ đến 13 giờ Thanh Long. Đinh Mùi 13 giờ đến 15 giờ Minh Đường. Canh Tuất 19 giờ đến 21 giờ Kim Quỹ. Tân Hợi 21 giờ đến 23 giờ Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo, giờ xấu. Canh Tí 23 giờ đến 1 giờ Bạch Hổ. Nhâm Dần 3 giờ đến 5 giờ Thiên Lao. Quý Mão 5 giờ đến 7 giờ Nguyên Ngũ. Ất Tỵ 9 giờ đến 11 giờ Cầu Trận. Mậu Thân 15 giờ đến 17 giờ Thiên Hình. Kỷ Dậu 17 giờ đến 19 giờ Chu Tước. Ngũ Hành, ngũ hành niên mệnh xa trung thổ, ngày Đinh Tỵ tức Can Chi tương đồng hỏa là ngày cát, tuổi xung khắc, xung ngày Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ, Quý Mùi, xung tháng Canh Tuất, Bính Tuất, hướng xuất hành Hỷ Thần, hướng thần may mắn hướng nam, tài thần hướng tài thần hướng đông, hắc thần hướng ông thần xấu nên tránh hướng đông. Thưa quý vị, thời gian gần đây quả thực các hiện tượng thiên nhiên khó lý giải diễn ra liên tiếp, miền Tây thiếu nước sinh hoạt, ruộng đồng khô hạn, vùng cao mưa đá khiến bao gia đình phải rơi vào cảnh trắng tay khi hoa màu bị tàn phá. Trong những thời điểm đặc biệt của đất trời, vận hạn có thể đổ tới bất kỳ lúc nào. Các con giáp tuổi Đinh Dậu cần hết sức lưu ý cho mình về tử vi và lục giáp. Trong rằm tháng 3 âm lịch, đối với người tuổi Đinh Dậu có nhiều dấu hiệu khởi sắc trên phương diện tình cảm và sức khỏe. Dậu âm kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Đinh Dậu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Cát thần Nguyệt Đức, Đức Tú Quý Nhân, nghĩa là sau rằm tháng 3 âm lịch, những gia chủ tuổi Đinh Dậu được các thần hỗ trợ tích cực nên mọi chuyện sẽ hành thông thuận lợi hơn. Hùng tinh nguyên thần hay còn gọi là đại hao, dù được phù trợ bởi các thần, nhưng những gia chủ tuổi Đinh Dậu lại vướng vào những thị phi không đáng có do hùng thần đại hao nên các gia chủ cũng cần hết sức chú ý. Kỷ âm thổ gặp canh dương kim là thương quan, không lợi cho bản thân và người nhà. Chủ về mất chức tước quyền, vận thế của người sinh năm Đinh Dậu lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Những người làm kinh doanh cần phải có thái độ chủ động, tích cực hơn,
biết lợi dụng các mối quan hệ xã hội để quen biết với quý nhân hơn. Chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định, đặt ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ do dự quá lâu, mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Sau rằm tháng 3 âm lịch, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý, có thể dễ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu. Bước vào sau rằm tháng 3, sự nghiệp của người tuổi này có dấu hiệu cải thiện hơn trước. Dù không có bước tiến nào đáng kể, nhưng bạn đã duy trì được mối quan hệ hòa hảo với đồng nghiệp, không để tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra. Đế vượng giúp người tuổi Đinh Dậu có những bước phát triển rực rỡ chưa từng thấy. Đây có thể chính là tháng bạn gặt hái được nhiều thành công nhất trong năm nay. Với bản tính mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí có phần kiêu ngạo, hiếu thắng của mình, bạn sẵn sàng tham gia vào các cuộc ganh đua, tranh giành vị trí xếp hạng trong môi trường làm việc. Có thể thành công sẽ mang lại cho bạn cơ hội được thăng quan tiến chức, trở thành người được lãnh đạo trọng dụng. Với những người đã có chức quyền, bạn thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, nhận được sự tôn trọng, kính phục của cấp dưới. Nếu bản mệnh chú ý quan tâm hơn đến đời sống nhân viên, biết sắp đặt từng người vào từng vị trí phù hợp, thì bạn chắc chắn có thể dẫn dắt tập thể vươn tới thành công. Cát tinh tử vi cũng góp phần thúc đẩy sự nghiệp của bạn tiến nhanh về phía trước. Vì vậy, nếu có dự định nào cần thực hiện trong tháng này, bạn nên bắt tay và thực hiện ngay. Chớ nên chần chừ do dự, dễ để lỡ mất thời cơ thích hợp nhất. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện, cảnh báo bạn vẫn cần phải cân nhắc và đề phòng những người xung quanh cố tình tiếp cận mình với ý đồ xấu. Đó có thể là ghen tị với bạn, luôn tìm cách để hạ bệ, cướp công cũng như ngáng đường bạn. Đó cũng có thể là kẻ cấp dưới xun xoe nịnh bợ, hòng kiếm một vị trí cao hơn. Khi làm bất cứ công việc nào, bạn cũng cần phải giữ vững lý trí, không vội nghe theo lời đường mật, không kích động vì những lời quấy phá. Những gia chủ tuổi Đinh Dậu để tăng cường tài lộc công danh nên mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh để tăng cường vận khí, thu hút những nguồn năng tốt, cân bằng âm dương, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn thuận lợi. Tài lộc của người tuổi Đinh Dậu trong tháng này theo cửu cung phi tinh đồ, sao Bát Bạch sẽ phi tinh tới phương vị Tây. Đây là phương vị con giáp Đinh Dậu chủ quản. Sao này đang đương vận nên rất cát lành. Đây là dấu hiệu cho thấy sự nghiệp sau rằm tháng 3 âm lịch của những gia chủ Dậu có nhiều khởi sắc, nhiều hơn so với tháng 2. Kinh tế của người tuổi này đã dần dần cải thiện và đi vào quỹ đạo. Bạn không gặp phải những biến động lớn lao, đồng thời mối quan hệ xã giao thuận lợi có thể mở ra cho bạn những cơ hội hợp tác, đầu tư khả quan trong tương lai. Nhị hợp cho thấy con đường tài lộc của người tuổi Đinh Dậu rực sáng sau rằm tháng 3 âm lịch. Bạn là người luôn coi trọng nghĩa khí, luôn giữ hòa khí với mọi người xung quanh, nên xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nếu bản mệnh chú ý lập những kế hoạch làm ăn khoa học rõ ràng, thì chắc chắn bạn sẽ hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra. Tháng này hợp tác làm ăn có lợi, bạn sẽ thu được một khoản lợi kha khá, đủ để khiến cuộc sống gia đình trở nên sung túc hơn. Con giáp này cũng có cơ hội tìm được người đồng chí hướng, đưa sự nghiệp phát triển nhanh chóng, rực rỡ hoặc mở rộng kinh doanh thuận lợi hơn. Bạn biết rõ mình cần làm gì để kiếm tiền bạc chảy vào trong túi dồi dào. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội phát tài trong tháng này nhờ những đóng góp từ trước tới nay của bạn đã được cấp trên công nhận. Bạn có thể đã hoàn thành tốt công việc được giao, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty nên sẽ được thưởng nóng hoặc tăng lương. Theo nhiều chuyên gia phong thủy trong năm gặp nhiều khó khăn, cùng những thị phi bủa vây, các gia chủ tuổi Đinh Dậu nên thỉnh cho mình những vật phẩm phong thủy để kỵ sát tà ma, tránh được tiểu nhân quấy phá, để nắm bắt những cơ hội phát triển trong năm mới. Đối với nam mệnh, bạn cần sử dụng vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Sức khỏe người tuổi Đinh Dậu. Sau rằm tháng 3,
người tuổi Đinh Dậu đã bớt đi phiền muộn, tâm lý đã ổn định hơn. May mắn bạn không mắc căn bệnh nào nguy hiểm. Khi công việc đã dần tốt hơn, người tuổi Đinh Dậu hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân. Bắt đầu có những buổi tập rèn luyện thể lực, sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu có dấu hiệu lạc quan. Những người mắc bệnh mãn tính cũng thấy có sức sống hơn. Bạn nên thường xuyên rèn luyện và vận động thích hợp để cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Tháng này bạn cũng cần chú ý luôn giữ tinh thần vui vẻ và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Có như vậy thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, người trẻ tuổi dù có tham công tiếc việc cũng cần giữ chế độ sinh hoạt hợp lý, không nên tham dự quá nhiều các buổi tiệc tùng, ăn quá nhiều đồ dầu mỡ hoặc uống quá nhiều bia rượu. Tình duyên gia đạo của người tuổi Đinh Dậu tới sau rằm tháng 3, vận trình tình cảm gia đình của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Dưới sự trợ giúp của đế vượng, Đinh Dậu sẽ được đón nhiều tin vui, đặc biệt là trên phương diện con cháu. Trên đây là phần luận đoán tử vi của người tuổi Đinh Dậu trong tháng 3, năm Giáp Thìn. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công. Khuyên gia chủ cần sử dụng vật phẩm vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long tỵ, dậu sửu để hóa giải vận hạn. Chiêu cát khi quý nhân tương trợ, hóa giải khẩu thiệt thị phi, tiểu nhân quấy phá sau lưng. Tiếp theo chương trình là phần luận tử vi chi tiết đối với nam mệnh và nữ mệnh. Người tuổi Đinh Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức. Con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm quần áo. Cũng giống như những chú gà trống, thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Đinh Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý, tuy ăn mặc hơi diêm dúa, nhưng bên trong họ lại là những người bảo thủ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Đinh Dậu. Họ liên tục tự xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn. Khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì, họ thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong xung đột, họ đẩy câu chuyện đến cực điểm, nhưng sẽ bỏ chạy trước khi chiến sự nổ ra. Tuổi Đinh Dậu hết sức bền bỉ và không dễ để người khác bắt nạt. Thường thì họ biết mình muốn gì và sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Người sinh năm Dậu rất có tài quan sát, nhận xét của họ thường khá tỉ mỉ, chính xác. Họ trung thực, cởi mở, nhưng đôi khi thẳng thắn tới mức lạnh lùng. Cần cù, tháo vát, nhưng họ lại thường nóng nảy, bướng bỉnh. Họ đa tài và có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Đinh Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Người nhạy cảm khó có thể làm bạn với tuổi Đinh Dậu. Sự độc đoán và thẳng thừng khiến con giáp này chẳng có nhiều bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, những người bạn thực thụ của tuổi Đinh Dậu thường bỏ qua sự kiêu ngạo này. Họ đánh giá rất cao tính trung thực, sự tự lập của bạn và trân trọng tình bằng hữu đặc biệt với tuổi Đinh Dậu. Là người thích tranh luận, tuổi Đinh Dậu có khả năng bác bỏ bất kỳ ý kiến nào. Họ tranh luận để thể hiện mình thông minh, am hiểu đến nhường nào. Họ khéo léo trong cả lời nói và trong viết lách. Với tài bút chiến, con giáp này có thể trở thành những nhà báo hoặc nhà văn tuyệt vời. Tuy nhiên, vì say sưa với chính mình, đôi khi họ có thể bỏ qua cảm xúc của người khác khi tranh luận. Tự hào về bản thân, tuổi Đinh Dậu cũng bỏ nhiều công sức cho ngôi nhà. Đó là nơi họ có thể phô diễn tài sản và gu thẩm mỹ của mình. Ngôi nhà của tuổi Đinh Dậu sẽ rất gọn gàng, sạch sẽ. Mọi thứ đều có nơi có chốn. Họ không ngại dành thời gian lau sạch các ngăn kéo, sắp xếp lại áo quần hay sách vở cho trật tự, ngăn nắp. Tuổi Đinh Dậu cảm thấy vui khi ở nơi đông đúc, tại những bữa tiệc hay buổi gặp mặt. Họ thích được chú ý và ngay lập tức sẽ tìm cách thể hiện sự lôi cuốn của mình. Con giáp này hy vọng
bạn sẽ lắng nghe họ và tỏ ra khó chịu nếu bạn không làm được điều đó. Khi gặp rắc rối, tuổi Đinh Dậu thường tự vật lộn với chính mình và có thể tích tụ chuyện khó chịu rất lâu, hiếm khi chống trả, nhưng khi cần, họ sẽ thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Về công việc, trong công việc tuổi Đinh Dậu thường tích cực hơn phần lớn các con giáp còn lại. Họ coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao và thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn. Người sinh năm Dậu thường truyền tải năng lượng của mình qua nghệ thuật và quan hệ xã hội. Họ đặc biệt có năng khiếu về âm nhạc. Con giáp này thích ca hát, bất kể trên sân khấu, tại các bữa tiệc hay ở ban công nhà mình. Khả năng sáng tạo của họ cũng thể hiện ở những lĩnh vực khác nhau như hội họa, kiến trúc, thiết kế. Tuổi Đinh Dậu có trí tưởng tượng phong phú và sức sáng tạo rất lớn. Ngoài nghệ thuật, họ cũng thành công trong khoa học và thương mại. Người sinh năm Dậu có thể tập trung sức lực vào điều muốn làm. Khi đã bắt tay vào công việc yêu thích, họ sẽ toàn tâm, toàn ý và có khả năng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Những nghề nghiệp phù hợp: nhà báo, nhà văn, diễn viên, nhạc công, nghệ sĩ múa, giáo viên, nhân viên thư viện, nhân viên bảo hiểm, thư ký, bác sĩ nha khoa, bác sĩ phẫu thuật, nhân viên ngân hàng, nhân viên bán hàng, kế toán, nhân viên bảo vệ, cảnh sát, quân nhân, chủ nhà hàng, thợ làm đầu, nhân viên bia, vận động viên, lính cứu hỏa. Về công danh tài lộc người tuổi Đinh Dậu, tháng này nhập hạn, có nhiều cát tinh hội tụ như hoa thêu gấm dệt, nên dự đoán tháng này sẽ là một thời điểm may mắn, thuận lợi đối với nam tuổi Đinh Dậu trên con đường công danh sự nghiệp. Ứng nghiệm là nhiều người lập được công lao thành tích, tên tuổi lẫy lừng, được khen thưởng tôn vinh, thăng chức, phong tặng, nhiều danh hiệu cao quý, công lao đóng góp được tập thể và cộng đồng ghi nhận. Bên cạnh đó, tử vi nam Đinh Dậu sau rằm tháng 3 âm lịch cho biết nhiều người xuất sắc có thể được truyền thông, báo chí làm phóng sự ca ngợi tôn vinh. Những người theo con đường thương mại có triển vọng thành lập doanh nghiệp, khai trương cửa hàng, phát triển hệ thống chi nhánh, đại lý, tạo nên sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, mở mang sự nghiệp, gây dựng cơ đồ, phát triển một thời kỳ hoàng kim thịnh thế. Trên lá số tử vi Đinh Dậu Nam Mạng 2024, ở hạn 5, có nhiều cát tinh, chủ về tài lộc, nên tháng này hứa hẹn có sự thịnh mãn, dồi dào về tài lộc, giúp cho nhiều người có cơ hội được tăng lương, cải thiện chế độ đãi ngộ, được hưởng, kế thừa gia sản. Những người kinh doanh có cơ hội bội thu về doanh số, lợi nhuận, trở về trên những con thuyền chở đầy hoàng kim bảo ngọc. Sang tháng này, xem tử vi tuổi Đinh Dậu sau rằm tháng 3 âm lịch, thấy nam mạng nhiều người sẽ gặp quý nhân trợ giúp, muôn việc hanh thông, trở thành vị trí đứng đầu, tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhiều người còn có cơ hội thuyên chuyển công tác, xuất ngoại, mọi việc đều được cát tường, thỏa chí. Do nhập hạn năm, có nhiều cát tinh chủ về danh vọng, may mắn, nên sang tháng này, nữ tuổi Đinh Dậu sẽ thu được thành quả cao trên con đường công danh sự nghiệp. Cụ thể, tử vi sau rằm tháng 3 âm lịch tuổi Đinh Dậu nữ mạng cho biết nhiều người do có công lao nên được khen thưởng, phong tặng danh hiệu, thăng chức, việc tranh cử, ứng cử, thu được kết quả tốt đẹp. Những người có kinh doanh có cơ hội mở mang thêm cơ đồ sự nghiệp, xây dựng thêm cơ sở kinh doanh sản xuất mới. Bên cạnh đó, xem tử vi Đinh Dậu nữ mạng 2024, chia sẻ vận năm có lộc tinh, nên tháng này mở ra nhiều triển vọng sáng lạn đối với nữ tuổi Đinh Dậu về tài vận. Nhiều người được thưởng, chế độ đãi ngộ cải thiện, tăng lương, người kinh doanh bội thu về doanh số lợi nhuận. Ngoài ra, tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 nữ mạng sau rằm tháng 3 âm lịch cho biết tháng này có nhiều sao quý nhân, nên sang tháng này, nữ tuổi Đinh Dậu luôn được nhiều người giúp đỡ. Việc kinh doanh đông khách, đắt hàng. Hơn thế nữa, cơ cấu tổ chức của cơ quan đơn vị, chính sách, xu thế thị hiếu, biến động thị trường, thay đổi theo chiều hướng có lợi đối với sự nghiệp của nữ tuổi Đinh Dậu. Nhiều người xuất ngoại di chuyển bằng máy bay, đi công tác thường xuyên. Về tình cảm gia đạo, do có cát tinh hội tụ, nên sang tháng này, nam tuổi Đinh Dậu tất có niềm vui trong gia đạo, con cháu, họ hàng. Nhiều người tổ chức hôn lễ, sinh con cháu, tăng thêm nhân khẩu, chuẩn bị đón chào thành viên mới, khoa cử đỗ đạt, thăng tiến công danh,
Quang Tông Diệu Tổ. Ngoài ra, khi xem bói tuổi Đinh Dậu sau rằm tháng 3 âm lịch, Nam Mạng thấy nhiều người có cơ hội đi du lịch nhiều danh lam thắng cảnh, sơn kỳ thủy tú, thưởng thức cao lương mỹ vị, vật lạ món ngon, nem công trả phượng, cuộc sống có nhiều niềm vui, trải nghiệm lý thú. Tháng này gia đạo của nữ tuổi Đinh Dậu thường có nhiều tin vui. Nhiều người trong họ hàng tổ chức hôn lễ, sinh con cháu, thi cử đỗ đạt, thăng tiến công danh. Mặt khác, theo tử vi tuổi Đinh Dậu, sau rằm tháng 3 âm lịch, nữ mạng tuổi này có cơ hội đi du lịch nhiều nơi khi bước sang tháng này. Cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe, sang tháng này, nam tuổi Đinh Dậu cần đề phòng các bệnh về máu huyết, đau đầu, bệnh do hưởng thụ phát sinh. Ngoài ra, vận hạn tuổi Đinh Dậu sau rằm tháng 3 âm lịch, Nam Mạng cảnh báo, nam sinh năm 1957 có những nguy cơ thương tích, tai nạn, điện giật, tai nạn sông nước và mất trộm, lừa gạt rất dễ xảy ra, vì vậy cần lưu tâm đề phòng. Trong năm Canh Tý, nữ tuổi Đinh Dậu dễ mắc các bệnh về máu huyết, đau đầu, sức khỏe sinh sản, giới tính. Ngoài ra, vận hạn tuổi Đinh Dậu sau rằm tháng 3 âm lịch, nữ mạng cảnh báo nhiều người cần đề phòng tai nạn lửa điện, thương tích ở đầu, mặt, tai nạn sông nước, bị lừa gạt, mất trộm tài sản, đồ đạc. Luận tử vi chi tiết gia chủ tuổi Đinh Dậu theo tháng sinh. Trong vận trình của tuổi Đinh Dậu sẽ có sự khác nhau giữa những người sinh các tháng khác nhau. Mỗi tháng sinh lại có những vận mệnh hung cát không giống nhau bởi các sao chiếu có ảnh hưởng đến cuộc đời và sự may mắn khác nhau của các gia chủ. Gia chủ sinh tháng 1, sang tháng này gặp nhiều may mắn, công danh thăng tiến, tài lộc thịnh mãn, gia đạo có tin vui, hỷ sự đầy nhà, phúc đới trùng lai. Gia chủ sinh tháng 2, xem tử vi tuổi Đinh Dậu thấy người sinh tháng này, sự nghiệp dễ nảy sinh cạnh tranh khốc liệt, nên đề phòng bệnh tật, tai nạn, mất trộm, rủi ro. Gia chủ sinh sau rằm tháng 3, gặp quý nhân giúp đỡ, có cơ hội cải thiện thu nhập nhờ làm thêm việc phụ, đảm đương công tác kiêm nhiệm. Đối với người kinh doanh thì tháng này là cơ hội đưa doanh số thành quả tăng lên theo phép lũy thừa trong toán học. Gia chủ sinh tháng 4, chiếu theo tử vi Đinh Dậu nên đề phòng bệnh tật, đau yếu, đặc biệt là nguy cơ điện giật, tai nạn thương tích ở đầu, mặt. Gia chủ sinh tháng 5, sang tháng này gặp vận tốt nên công danh tài lộc, thỏa chí tăng bổng, gia đạo có hỷ sự, phúc lộc lâm môn. Gia chủ sinh tháng 6, theo tử vi tháng này tuổi Đinh Dậu lập được công lao hiển hách nên được thăng chức, nắm giữ quyền hành, công việc tuy bận rộn nhưng rất huy hoàng, lừng lẫy. Gia chủ sinh tháng 7, trong tháng này có quý nhân trợ giúp, mọi việc đều hanh thông, như ý, triển vọng phát triển rất cao. Gia chủ sinh tháng 8, xem tử vi sau rằm tháng 3 âm lịch Đinh Dậu 1957 cho gia chủ sinh tháng 8 năm 1957, thấy tháng này cần đề phòng bệnh tật, thương tích, tai nạn lửa điện, té xe, bị thương ở đầu, mặt. Gia chủ sinh tháng 9, tháng này mở ra những cơ hội đặc biệt giúp những người sinh tháng này gây dựng phát triển sự nghiệp, đi tới hoàng kim thịnh thế, vạn việc đều được như ý cát tường. Gia chủ sinh tháng 10, chiếu theo tử vi sau rằm tháng 10 âm lịch tuổi Đinh Dậu, người sinh tháng này vận khí suy kém nên đề phòng bị bệnh tật, tai nạn, buồn phiền, rủi ro, bất hạnh. Gia chủ sinh tháng 11, nhiều người có quý nhân trợ giúp, tìm được việc làm thêm hoặc đảm đương công tác kiêm nhiệm, thu nhập được cải thiện. Những người kinh doanh có khả năng bội thu về lợi nhuận, doanh số mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu. Gia chủ sinh tháng 12. Luận tử vi tuổi Đinh Dậu thấy người chủ sinh tháng này lập được nhiều công lao nên được phong tặng danh hiệu cao quý, nắm được chức vụ, quyền hành, danh cao lộc hậu. Những gia chủ tuổi Đinh Dậu tháng này cần hết sức cẩn trọng và đề phòng những người có thể ám hại, gây ảnh hưởng xấu đến bạn, đặc biệt là những bất hòa trong nơi công sở. Nhiều khi bạn sẽ cảm nhận tại sao những thị phi cứ vướng vào mình dù mình không làm gì sai. Ngoài việc biết đối nhân xử thế tránh bất hòa thì những gia chủ tuổi Đinh Dậu cũng cần mang bên mình kim bài thái tuế hộ thân và minh quang pháp bảo cho nam mệnh và nữ mệnh
để hóa giải những thị phi cho quý anh chị. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Đinh Dậu sau rằm tháng 3 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Đinh Dậu sẽ vướng phải những thị phi không đáng có. Tuy nhiên, nếu bản mệnh luôn luôn ngay thẳng và bình tĩnh xử lý công việc, chắc chắn cuối cùng mọi việc sẽ suôn sẻ thuận lợi. Quý vị thân mến, mùa hè năm nay với nhiệt độ nóng hơn các năm cũ, đem tới nhiều nguy hại về sức khỏe, đặc biệt là đối với con giáp tuổi đã cao. Trong phần tiếp theo của video, chúng ta cùng tìm hiểu các phương pháp bảo dưỡng sức khỏe trong mùa nóng nhé. Vì ở độ tuổi này, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Có sức khỏe mới có thể quan tâm tới những chuyện gia đạo và tài sản, có đúng không ạ? Theo y học cổ truyền, mùa hạ là giai đoạn cây cối sinh trưởng nảy nở phát triển. Trong mối quan hệ liên kết giữa thiên nhiên với con người, đây là lúc dương khí bốc lên, sự trao đổi chất của con người diễn ra trong trạng thái mạnh mẽ. Người thời nay điều kiện sinh hoạt cải thiện đáng kể. Đến mùa hạ, một mặt lợi dụng điều tiết của nghỉ ngơi, vận động, ăn uống, sinh hoạt mà bảo vệ sức khỏe, mặt khác không thể bỏ qua điều tĩnh tâm chủ quan. Khi đến mùa hạ, đừng ngần ngại mà hãy cố gắng hữu ý tham gia một số hoạt động có thể khiến con người vui vẻ, thoải mái, thanh thản như tập luyện buổi sáng, vui chơi hợp lý, nghỉ ngơi tránh nắng, dưỡng sinh về tinh thần. Mùa hạ nắng nóng như thiêu đốt, trong người dễ nóng bức bất an, mệt mỏi nóng nảy. Do đó, trước tiên, tư tưởng của bản thân cần tĩnh lại, tránh tinh thần nóng nảy cáu giận, phiền não sinh nhiệt, cần phòng tránh tâm hỏa nội sinh, ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, rồi dẫn tới các loại bệnh tật phát sinh. Hãy giữ cho tinh thần căng tràn, đạt được vẻ đẹp thanh tú mà mùa hạ phải có, đồng thời nên tuyên phát hết mức. Mấu chốt của dưỡng sinh mùa hạ là làm cho người ta vô nộ, không tức giận. Khí vượng có thể tuyên phát cách đầy đủ bình thường, nhưng không thể loạn. Dưỡng sinh về vận động. Mùa hạ không nên vận động quá nhiều hay quá mạnh, chỉ nên vận động ôn hòa vừa phải, ra ít mồ hôi là được. Vì vận động quá mạnh, ra nhiều mồ hôi dễ tổn thương tâm âm. Tập luyện thân thể trong mùa hạ có thể lựa chọn luyện các môn khí công hay các bài tập dưỡng sinh rất tốt. Vui chơi cũng nên an tĩnh, mùa hạ nóng nực, không thể lặn lội đường dài, tức là chỉ nên chơi gần. Sáng sớm, ban mai rạng đông, không khí trong sạch tươi mới, có thể đến vườn hoa lâm viên tươi tốt tùm toàn bộ luyện tập, hít thở khí trời. Gần tối nếu đi bộ chậm thong thả dạo qua ven sông bờ hồ, hít thở gió mát, có thể làm bạn tâm tĩnh như nước, thần an như mộng, gột hết phiền muộn buồn bực trong tâm, nắng nóng cũng thoát tan biến. Dưỡng sinh về ngủ, nghỉ ngơi. Nội kinh nói rất hay, mùa hạ nên ngủ muộn, dậy sớm. Buổi trưa nên ngủ một giấc để không chán ngán ngày dài, tinh thần không bực bội. Khi nằm nghỉ ngơi, nên chọn những nơi thoáng mát nhưng tránh gió lùa, cũng như tránh những nơi bức bí. Tuyệt đối không vì cảnh cả ngày trời nóng mà tâm sinh buồn bực nóng nảy, tức giận vô cớ. Dưỡng sinh về ở, mặc quần áo. Vào mùa hạ thời tiết thay đổi, nhiệt độ tăng cao, cái nóng khốc liệt làm cho tâm lý con người ta cũng đặc biệt nóng nảy. Ngày nay khi đến mùa hạ, tuy có điều kiện sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, nhưng trong những ngày mặt trời nắng gắt như lửa cũng dễ sinh tâm thần bất an. Vậy nên chỉ có học cách tự mình điều tiết mới là thượng sách. Phòng ở phải sạch sẽ, thoáng mát, buổi tối nhiệt độ trong phòng thấp nên mở cửa thông gió đổi khí. Buổi trưa nhiệt độ ngoài phòng cao hơn trong phòng nên đóng cửa, kéo rèm che. Môi trường hoàn toàn mát mẻ làm cho người ta tĩnh tâm thần an. Nên mặc quần áo thoáng mát, dễ thấm hút mồ hôi. Không nên mặc quần áo dày, in thấm hút mồ hôi, gây nóng bức, làm tinh thần dễ bực bội, cáu gắt. Dưỡng sinh về ăn uống. Ẩm thực chú ý thu phát, nạp thải, đối ứng khí tiết mà dùng. Ẩm thực đối với dưỡng sinh mà nói chính là thuận ứng thiên thời địa lợi nhân hòa. Ăn uống không hợp lý, dễ bị tổn thương. Sau đây là một số vấn đề cần lưu tâm khi ăn uống, căn cứ nhu cầu cá nhân để tự mình lựa chọn. 1. Ăn nhiều các loại củ. Mùa hạ nhiệt độ cao, cơ thể mất đi lượng nước nhiều, kịp thời cần bổ sung. Lượng nước trong củ là nước thiên nhiên, thanh khiết, dinh dưỡng, vốn có hoạt tính sinh học, được lọc thông qua nhiều tầng màng sinh vật. Các loại củ chứa hàm lượng nước đều trên 90%. Hầu hết củ đều có tác dụng hạ huyết áp, bảo vệ thành mạch. 2. Ăn nhiều rau tính mát.
ăn các loại rau tính mát có lợi cho sinh tân chỉ khát, trừ phiền giải thử, thanh nhiệt tả hỏa, bài độc thông tiện. Rau củ quả trừ bí ngô thuộc tính ấm da, các loại khác như mướp đắng, mướp hương, dưa chuột, dưa gang, dưa hấu, dưa lê, cà chua, cần tây, rau xà lách đều thuộc tính mát. 3. Ăn nhiều rau sát khuẩn. Mùa hạ thì dịch bệnh đường ruột hay bùng phát, ăn nhiều loại rau sát khuẩn có thể phòng ngừa bệnh tật. Loại rau này bao gồm tỏi, hành tây, hành, hẹ. Trong những loại rau này có chứa kháng sinh thực vật phổ rộng phong phú. Đối với các loại cầu khuẩn, trực khuẩn, nấm, virus đều có tác dụng tiêu diệt và ức chế, trong đó tác dụng rõ ràng nhất là tỏi sống. 4. Dân gian tụng truyền, đông ăn củ cải, hè ăn gừng. Mùa hạ nên ăn nhiều gừng chút, gừng là thực phẩm tính ấm. Mùa hè lỗ chân lông cơ thể khai mở, ăn gừng có lợi cho bài xuất khí thấp hàn. 5. Cháo đậu đỏ ý dĩ. Mùa hạ ăn nhiều canh, cháo, đậu đỏ ý dĩ, có thể bài trừ khí thấp hàn của cơ thể, lợi niệu. Mùa hạ ẩm thực nên thanh đạm, chất mềm, dễ tiêu hóa là chủ yếu. Bớt ăn đồ nhiều dầu mỡ béo ngậy và cay nóng bốc hỏa. Ăn uống thanh đạm, có thể thanh nhiệt, phòng thử, nắng, liễm hàn, cầm mồ hôi, bổ dịch, có thể còn tăng cảm giác ngon miệng. Ví như ăn cháo vào bữa sáng và tối, còn bữa trưa uống canh. Như vậy có thể sinh tân trị khát, thanh nhiệt giải thử, lại có thể bồi dưỡng cơ thể. Khi nấu cháo cho ít lá sen, vị tanh mùi thơm, trong cháo có vị hơi đắng, có thể tĩnh tỳ khai vị, có tác dụng tiêu giải thử nhiệt, dưỡng vị thanh trường. Sinh tân chỉ khát, khi nấu cháo cho chút đậu xanh hoặc dùng một mình đậu xanh nấu cháo, có tác dụng tiêu thử chỉ khát, thanh nhiệt giải độc, sinh tân lợi tiểu. Ngoài ra cháo bạc hà, cháo ngân nhĩ, nấm trắng, cháo cát canh sắn dây, cháo mướp đắng đều là thực phẩm tốt cho mùa hạ. 6. Bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất. Thức ăn hoặc nước uống một số thực phẩm rau quả tươi như cà chua, dâu tây, cam, chanh, bí đao, dưa hấu, dưa lê, dưa gang, đào. Còn có thể uống chút đồ uống thanh nhiệt như nước ô mai, trà hoa cúc, uống lạnh có độ, không được quá thiên nghiện đồ mát lạnh, nếu không sẽ tổn thương dương khí mà thương thân. 7. Bổ sung lượng thích hợp đạm như cá, thịt nạc, trứng, sữa và các loại đậu đều là protein chất lượng cao. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, may mắn và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Phong Thủy Phát Tài.